Hello, xin chào mọi người. Hôm nay mình giới thiệu với mọi người một món, nghe cái tên thì nó quen lắm nhưng mà nhìn nó lạ lắm nha. Nó hay không? Nhìn nó đẹp không? Cái này là cái trái của cây mũ trôm. Anh chị nhà mình đi núi Tà Cú, tỉnh Bình Thuận á, thuộc huyện Hàm Thuận Nam nha. Núi Tà Cú là thuộc huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận. Mua về cho mình nè, được 5 trái thôi. Nhìn hình dáng của nó hay ha. Cái này nhìn giống cái mỏ mà ở trong chùa người ta gõ cốc 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 cốc, nên là nó sẽ có một cái tên nghe cũng ngộ lắm là cây cốc. Tí nữa mình sẽ bổ cái này ra cho mọi người xem nha, ở bên trong nó như thế nào. Mọi người có biết cái cây mũ trôm là người ta lấy mũ trôm là người ta sẽ cắt vào cái thân cây một đường và nhựa nó sẽ chảy ra, và người ta bọc cái ni lông phần nhựa chảy ra đó để đừng có bị bụi á. Sau 7 ngày thì cái nhựa đó nó sẽ sần sần sệt lại và người ta đem phơi khô. Sau đó người ta dùng là người ta ngâm để cho nó nở ra, và người ta sẽ dùng chung với lại hạt hạt é nè, hạt đười ươi nè, người ta dùng làm thức uống á. Trong những ngày hè nó sẽ mát lắm. Còn cái này là cái quả tươi nha, quả tươi của cây được cây mũ trôm nha, quả tươi của cây mũ trôm. Rồi mọi người chờ xem nha, mình sẽ bổ ra cho mọi người xem, to ghê ha, đẹp nữa. Đây mình sẽ bổ nó ra nha, không biết bổ làm sao nữa. Thấy ở trên hình như trên mạng là người ta phải bổ dọc á, kiểu là bổ dọc vậy nè, dọc cái phần này nè, cái phần có cái sống lưng của nó nè. Bởi vì chị mới nói nè, bổ gì nè, cái thảo nó không phải. Bổ đi, bổ vậy á, bổ thử nè. Thì bởi vì chị mới nói là bổ gì Nhưng nè, mà chị thấy vậy thôi, rồi rồi tới bên kia, lật qua bên kia bổ tiếp. Giống như là mình nó tách nó ra, tại ở giữa nó sẽ có những cái giữ chân đi đó, nó bị bể hạt hết rồi nè, xem coi. kiểu kia khỏi À, ở trong nó nè, nè đẹp nó đi có những cái hạt nhỏ đẹp đi nhỏ dễ thương quá hả. Quay sát cho mọi người xem đẹp đi. nè. Hay chưa, đẹp quá à, hay ha. Nè Đẹp đi. nhìn nó, cái thịt của nó trắng tươi à ha, nó giống như là hạt sen vậy ha. Tí nữa ăn thử coi sao nha. Ăn được hả? Ăn được mà, nè đẹp chưa, đẹp quá à. Đây nha mọi người xem nè, chặt xong rồi, đẹp chưa, đẹp quá ha. Nhìn nó giống như là những cái hạt sen ha. Đây mình lấy thử một cái này ra cho mọi người xem ha. Nó bị chặt làm đôi luôn á nè, thấy không? À, nè đây nè, nè hạt của nó nè, để mình sẽ ăn thử xem nó như thế nào nha. Mình sẽ bóc cái vỏ ra, cái nhỏ nhỏ trước đi, mình tách ra, tách bỏ luôn cái vỏ ngoài nè. Nó có một cái vỏ lụa nữa nè, cái vỏ lụa nè, thấy chưa? Còn cái này là cái nhân ở bên trong của nó, nhìn giống hạt sen lắm nha. Thử nha, cái này cũng bỏ luôn, cái này nó cứng nè. Ăn thử à. Ngọt ngọt, ngọt ngọt, thơm thơm, nó giống như là hạt sen vậy, như là hạt sen tươi luôn á nha. Đây nha, mình sẽ bóc ra thử cho nha. Đây đó, mình bỏ cái lớp ngoài nè, bỏ cái lớp trắng ở ngoài ha, là nó có một cái lớp vàng ở bên trong nữa nha mọi người nha, thấy không? Thấy lớp vàng bên trong không? Ý lớp vàng này có ăn được không ta? Chắc không được đâu hả? Thử coi. Lớp vàng này cứng lắm nè, cái lớp màu vàng này rất là cứng nha. Thêm một lớp bên trong nữa mới ăn được.
tức là cái phần lõi ở bên trong nó sẽ có màu trắng như vậy nè. Nè, thấy không mọi người? Ăn thử nha. Giống hạt sen lắm luôn á, giống y như hạt sen tươi luôn á, ngon ngọt thanh lạ lắm nè, nó cũng có mùi hơi thơm nhẹ nhẹ. Hơi hơi bùi bùi bé béo, rất là ngon luôn á, lạ lắm nha. Ngon, ngon thiệt mà. Mọi người mà có đi thì nên mua ăn thử coi nó như thế nào ha. Để coi coi. Đây, mình sẽ ăn một cái hạt nữa nha. Cái này đúng là cái hạt luôn á. Thấy không? Tách nó ra. Tách nó ra nha. Tách nó ra nè. Cái phần ăn được nó nhỏ xíu giống như là hạt sen thiệt á. Thấy không? Chỉ ăn được cái phần ruột ở bên trong thôi nha. Đây. Đây, nó sẽ như thế này. Thấy không mọi người? Ngon lắm đó. Bé béo thơm thơm. Thơm nhẹ, ngọt nhẹ, ngọt thanh. Rất là ngon. Ăn nhiều hình như là cũng bị say đó nha. Mình nghĩ chắc không sao đâu. Ăn thêm một hạt nữa nè. Đây nha. Thấy không? Một màu trắng trắng, không thấy gì hết. Đây, cái nhân ở trong nè. Rất là ngon luôn, béo. Thơm thơm, nhẹ nhẹ. Ngọt thanh thanh. Mọi người có cơ hội thì mua ăn thử nha. Khi nào gặp thì mua ăn thử nha mọi người. Ngon lắm á. Tạm biệt mọi người nha. Lúc khác mình sẽ quay những cái clip khác cho mọi người xem. Bye bye.